Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Lucy Vina cùng với thương hiệu Lucy One được chính thức thành lập từ năm 2016 là một thương hiệu mỹ phẩm chất lượng cao nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Lucy Vina luôn có phương châm tạo ra một thương hiệu cũng như tạo ra một đứa con tinh thần, muốn dạy dỗ đứa con nên người phải đặt trọn yêu thương và hết mình với nó. Làm kinh doanh cũng như chạy đường dài, đã muốn gắn bó với con đường này cần có sự kiên trì, sáng tạo và nhiệt huyết. Nếu biết trân trọng từ cái nhỏ nhất, cuộc sống sự nghiệp sẽ cho mình những thứ to lớn, vĩ đại nhất. Với phương châm tạo dựng thương hiệu bằng chất lượng và niềm tin, nên dù là một thương hiệu đang phát triển, nhưng mỹ phẩm Lucy One đã được rất nhiều khách hàng quan tâm, tin tưởng, ủng hộ. Để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường, cũng như thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng lớn, toàn bộ sản phẩm của mỹ phẩm Lucy One đều được sản xuất tại nhà máy sản xuất mỹ phẩm chuẩn WHO. Nhà máy có diện tích gần 2.000 m², được chia thành các khu chuyên biệt, phòng nghiên cứu, phòng pha chế, khu sản xuất. Tất cả các nhà máy được đầu tư bài bản, đồng bộ về trang thiết bị, mọi quá trình sản xuất và quản lý thực hiện theo mô hình khép kín tự động. Hầu hết nguyên liệu dùng trong sản xuất được nhập khẩu từ các quốc gia nổi tiếng có uy tín trong ngành dược mỹ phẩm như Mỹ, Pháp, Hàn Quốc. Tất cả các nguyên liệu được lưu trữ trong kho GMP, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn trước khi vào sản xuất. Mọi quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng đầu vào và đầu ra đều được kiểm soát chặt chẽ. Hệ thống máy móc được chú trọng đầu tư hiện đại, đảm bảo những công nghệ mới nhất trong ngành công nghiệp dược mỹ phẩm. Trang thiết bị tân tiến, hiện đại, có khả năng kiểm tra các nguyên liệu đầu vào trước khi đưa vào sản xuất. Điều kiện không khí, độ ẩm trong toàn nhà máy đều được kiểm soát độ sạch không khí và độ ẩm hoàn toàn tự động qua hệ thống điều khiển trung tâm. Công ty mỹ phẩm Lucy One hoạt động trên tiêu chí uy tín, chất lượng, mang đến cho khách hàng những sản phẩm an toàn, lành tính, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường hiện nay. Trong 6 tháng tiếp theo của năm 2018 và định hướng phát triển công ty đến năm 2020, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư thêm nhiều dây chuyền sản xuất hiện đại và cho ra mắt thêm nhiều dòng sản phẩm với các nguyên liệu nhập khẩu từ Pháp, Mỹ, Hàn Quốc. Và hy vọng rằng với tất cả những sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên công ty Lucy One, chúng tôi sẽ đón nhận được nhiều hơn nữa sự tin yêu và ủng hộ từ các quý khách hàng và đặc biệt là kể cả từ các khách hàng khó tính. Xin chân thành cảm ơn. Với slogan một sắc đẹp ngàn lần chân quý, mỹ phẩm Lucy One cam kết mang tới cho khách hàng những sản phẩm tốt, chất lượng đảm bảo nhất. Với sứ mệnh đem giá trị, sắc đẹp đến với người tiêu dùng, Lucy One sẽ biến tất cả các tín đồ tiêu dùng thành các nữ hoàng sắc đẹp. Lucy One, nơi đặt trọn niềm tin. Audio Jungle.